Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Rayon, cùng nhau giải sách bài tập tiếng Anh lớp 7 Rayon của book bài số 3 Unit 3 3D Everyday English Buying Tickets for a Performance. Cái bài này hướng dẫn chúng ta cách mua vé cho một buổi trình diễn. Bây giờ chúng ta làm bài số 1, đó là nối. Ok, chúng ta có này: Will you pay in cash or by card? Bạn sẽ trả bằng thẻ hay bằng bằng tiền mặt hay bằng thẻ? Thì chúng ta nối với câu C, đó là by card please, bằng thẻ, làm ơn bằng thẻ. Câu tiếp theo là what about the one, thế còn về cái show trình diễn 8 giờ thì sao? Chúng ta nối với câu nào? Câu A, let me check, để tôi kiểm tra đã. Yeah. Tiếp theo, it does for the 3:30 p.m. of a performance or the 6:30 p.m. Tức là mua vé dành cho cái buổi trình diễn 3:30 chiều hay là 6:30 chiều. Thì chúng ta nối với cái câu là the later show please, cái show sau. I'm sorry, it's sold out. Tôi xin lỗi, nhưng mà nó đã bán hết rồi. I see, tôi biết rồi. Vậy là câu 1C, câu 2A, câu 3D và câu 4C. Sang bài số 2, đó là chúng ta khoanh tròn cái câu phản hồi đúng này. Can I have the seat next to the aisle please? Tôi có thể mua ghế mà gần cái lối đi hay không? Thì chúng ta có hai cách trả lời. There are chairs for seats left. Chỉ còn 4 ghế thôi. Còn câu B là certainly, chắc chắn rồi, thì chúng ta phải chọn câu B mới đúng. Sang câu số 2. Sang câu số 2, how can I help you? I like 3 tickets for this Saturday for Aladdin, please. Tôi muốn 3 vé cho cái thứ bảy này. Tôi muốn 3 vé dành cho thứ bảy này đối với cái vở Aladdin. Thì chúng ta khoanh vào câu A là đúng, còn câu B tự nhiên good morning là sai nhé, không phù hợp. Sang câu số 3, how much are the tickets? Tức là những cái vé giá bao nhiêu tiền, hỏi giá tiền thì phải trả lời câu B này, giá tiền này 35 bảng mỗi vé. Câu 4, tôi muốn 2 vé cho cái show trình diễn, cho màn trình diễn lúc 7 giờ tối. Vậy bây giờ chúng ta có hai cách trả lời là I'm sorry, but it's sold out. Tôi xin lỗi nhưng mà nó bán hết vé rồi. Còn câu B là thưởng thức show diễn nhé. Chúng ta phải khoanh vào câu A thì mới phù hợp. Rồi sang bài số 3, chúng ta có những cái từ như là the later show please, cái show diễn sau nhé. Rồi cái will you pay in cash or by card? Bạn trả tiền mặt hay bằng thẻ. Câu tiếp theo, I like 2 tickets for this Friday for the Lion King please. Tôi muốn 2 vé cho cái vở Vua Sư Tử vào thứ 6 tuần này. Câu tiếp theo, what about the one at 5:30 p.m. Thế còn cái show mà 5:30 thì sao? Rồi certainly, chắc chắn rồi, tôi điền vô. Good morning, how can I help you? Xin chào buổi sáng, chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì cho bạn? Thì số 1, tôi muốn 2 vé cho cái vở Vua Sư Tử này. Nha, một đây. Số 2, it is for the 5:30 p.m. performance or the 8 p.m. Tức là mua vé cho buổi biểu diễn 5:30 hay là 8 giờ, thì chúng ta chọn là chọn cái the later show please. Sang câu số 3, let me see, để tôi xem đã, sorry, nhưng mà bán hết vé rồi. Câu số 3, I see, tôi biết rồi. What about the one at 5:30 p.m. then? Tức là hỏi cái show sau thì sao. Người bán hàng họ sẽ bảo là let me check, để tôi check đã, để tôi kiểm tra đã. Yes, there are just 4 seats left. Còn có 4 ghế còn lại, hai cái ở hàng C và hai cái ở trong cái boxes. Can I have the one in row C please? Tôi mua vé hàng C nhé. Certainly, chắc chắn rồi. I'm sorry. Câu số 4 sẽ là bạn sẽ trả bằng tiền mặt hay bằng thẻ nha. Rồi. Sorry, câu 4 sẽ là certainly, câu 4 là certainly. Câu 5 là bạn trả tiền mặt hay thẻ. Will you pay in cash or by card? Còn câu 4 là certainly. Ok. Rồi cái bài trang 29 là xong này.